xin chào mừng các bạn đã kênh Nhật Quốc Vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian clip và xem video của mình. Thì chia sẻ các bạn, hôm nay là thứ năm ngày 25 tháng 1 năm 2020 các bạn. Thì sáng giờ thì mình đi chợ bò về, thì mình đi giao được một con nghe khái về ở dưới Tây Sơn ấy các bạn. Với lại chợ 4-3 con nghe này lên về nhà mình đây. Thì giờ một con nghe thì rớt lại nhà, còn hai con thì đi lên Gia Lai. Đó. Thì rồi ngày nay thì có cái cuộc hành trình ngày nay đi giao bò thôi các bạn, cho chẳng có mua bò. Thì ngày mai mình có bò gì mình làm video bạn xem xem đó. Rồi thì bắt đầu vào nội dung chính với mình nha các bạn. Rồi thì ngày nay có ông anh cũng kêu bán mình cũng nghe này các bạn, thì anh đang dẫn vào rẫy đây, thì đi cái đường gì mình lậu nước xuống xuống rồi các bạn đó. Đây đang quạng đi chụp bắt cá là chắc tiêu điện thoại luôn quá đó, để mình vào trại anh mình quay thử các bạn xem như thế nào đó. Ui đây thì đây là con nghe cái anh vuốt rồi các bạn. Thì con nghe này anh đòi với giá là 20 triệu đó. Thì mình quay các bạn xem đó. Thì con nghe này thì cái chân nó đang bị đeo nha các bạn, mình không có bắt được, không có bắt được các bạn. Thì con nghe này 9 vú đó, ô hùng nghĩ ba bờ luôn rồi. Nghe cái cực tốt, tốt thiệt là con nghe còn nó tốt, còn tốt chứ dài đuôi lưng được vừa rồi cũng bán một giáp tết đấy à. Ông chủ ông mua về ông bán mà hộ cái chủ mua người mua không tin, hộ chỉ xuống đây này, dạ chỉ xuống nhà đây xong cô hình tả. Ui, như lưng, cái gì vậy á, lưng cho nó phẳng y xì vậy á, dầu yếm rồi leo một xem bắt con bò đấy á, tốt quá cho bò cái ông đấy thằng nghe mơ mà đi qua không thôi lên. Nuôi ráng giếng hai là biết liền như thế nào. Dạ. Với năm tháng năm là còn được đó. Nuôi ở bàn nãy. Con ai chưa chứ cô? Con này thằng đó này. Mới lớn lên tao. Ê, tôi anh, cùng tôi anh. Tôi mà mới lớn, mới còn đây, mới đây, con em đây mà chưa mà. Có hiện cuối năm đây. Nghĩa là này con mẹ này. Hả? Nghiền hay? Phải, phải nghĩa này. Tốt quá. Được mấy tháng rồi cô ơi? 7 tháng. À. Mẹ nó kiểu được 3 tháng rồi đó. Con nó được tháng rồi. Chỗ ăn cỏ gì mà như hốt ấy, thôi á. Qua tốt. Rồi, à, thì bữa mình cũng có làm một cái video về con nghe đực đây. Thì có ông anh ở trên Gia Lai thì cũng có bác trong nhà anh rồi. Giờ bắt đầu chờ đi. Đó, nghe đực này. Cái này. Bỏ đi. Hầu giờ nó vô rồi, vô chú em. Chưa em. Bạn vô dắt dây giùm chú ơi bạn. Vô dắt dây giùm chú ơi, chú không giờ cả đồng kéo lại nó đâu. Có dây dài dài, chú nấu dài dài rồi đổ lên xiên cái đầu trả lại. Ngắn quá cũng có thưa kéo lên. Dạ ngắn quá kéo nó, cột cột lại chú, cột cột lại. Thôi đưa cho ném nha. Kiếm dây dài dài. À, nghe được này. Dài ngắn trúng nha, có chút em làm gì. Dài nấu lên xe đá lại lấy chi đâu đó. Đứng im nhỏ giọng vô dài mua mấy luôn thường nhé được đắp xịt. Bây giờ hiện tại 2 giờ chiều đó. Thì trời đang mưa thì giờ mình cho con nghe cái đỏ anh vút này ở lại, thì mai mình đi giao về Cờ Rông Ba cho bà chị đó. Còn hai con nghe đực này thì giờ đi lên Gia Lai. Hai con nghe như nhau. Đồng giá luôn các bạn. Con nghe cái này thì ở lại. Mai thì về Cờ Rông Ba. Giờ trời thì đang mưa các bạn. Ở đây các bạn. Trời đang mưa này các bạn. Đấy. Giờ cho con nghe cái này ở lại nhà mình ha. Rồi mai mình chờ đi xem. Cho hai con nghe đực. Hai con đực này thì về Gia Lai. À, và biển hồ các bạn. À, ông anh này hồi trước mà cũng mua mình hai con nghe cái rồi các bạn. Đó. Chú đi, chú. Đó, để cho nó vào nhà. Đó đi. Đây các bạn, kêu lại, đó, trụ lại. Hai ông này đi ra lại.
thì hai con này về Gia Lai thì thằng bạn mình chở đi các bạn, còn mình chở một xe nghe cạo về Công Tâm nên mình không có đi chung xe của nó được, không có qua cây cảnh lúc giao bò được, với lại thêm lại hai con nghe cái bữa mình bán cho ông anh đó thì không có thêm được. Giờ thì mỗi người đi một nơi, đó, cũng đi một đường, nhưng mà hai cái đợt này về Gia Lai, còn mình đi Công Tâm. Đó. Rồi, đó, thì nói chung này mình cũng không có thể giao cho anh được, thì cũng chúc anh về nuôi bò hai nghé này giờ nâu lớn, em cũng là tốt, nâu lớn. Đó, thì cũng như giờ mình tạm biệt nó trước, chứ tại vì chút nữa lên tới chỗ này một người một nơi không có đi chung được các bạn. Đó. Thì đang đi thì xem nổ lốp các bạn, đó, giờ tiêu lốp rồi, đang làm lốp. Đó. Nói chung là ngày nay là đi chắc đủ ngày công thôi, chứ ngày công là đép vô cái lốp xe là rồi các bạn. Rồi, thôi nói chung vậy đi. Rồi các bạn, đó, thì nói chung là cũng xem một ngày. Thì bạn mình đi giao bò, mình đi giao về Công Tâm nên không có đi chung được. Thì nói chung, thì cái video của mình tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Ngày mai thì mình đi mua bán lại, thì có bao gì làm video mà xem sao. Rồi, bye các bạn. Chúc bạn một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe và gia đình.